thế. Người dân tại đây cho biết nước lũ đột ngột tràn về vào nửa đêm và họ không có thời gian để chuẩn bị. Một người tại làng sinh thái nói đây là... ...có với trận lũ nghiêm trọng. Bão Yagi gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng, GDP cả năm giảm 0,15%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngoài thiệt hại nghiêm trọng về người, ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão Yagi, bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng. Ước cả năm tăng trưởng GDP có thể giảm xuống 0,15% so với kịch bản ước tăng trưởng có thể đạt được 6,8-7%. Sáng ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 về các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Báo cáo về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của nhân dân và cả nước. Cụ thể, đến nay, bão số 3 đã làm cho 353 người chết và mất tích, khoảng 1.900 người bị thương, đồng thời gây tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai, nhất là trẻ em, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, ước tính sơ bộ chưa đầy đủ về bão số 3 đã gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng về tài sản của nhân dân cả nước, trong đó 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị đổ sập hư hại, 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn từ cấp 3 trở lên. Ngoài ra, có trên 262.000 hecta lúa, hoa màu, cây, ăn quả bị ngập úng, thiệt hại gãy đổ, 2.250 lồng bè nuôi thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gần 2,3 triệu gia súc gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại. Tăng trưởng GDP quý 3 của cả nước có thể giảm 0,35%, quý 4 giảm 0,22% so với kịch bản không có bão số 3. Cả năm GDP có thể giảm 0,15% so với kịch bản tăng trưởng 6,8-7%. Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản giảm 0,33, công nghiệp và xây dựng giảm 0,05, dịch vụ giảm 0,22, tốc độ tăng trưởng